Giây phút trải nghiệm cận tử của Tổng thống Bill Clinton. Tháng 9 năm 2004, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã trải qua một cuộc phẫu thuật nối mạch máu tim. Chính lúc này, ông có một trải nghiệm cận tử được ghi lại. Khi trả lời hãng tin ABC, Tổng thống Bill Clinton cho biết lúc ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, một hiện tượng kỳ lạ chưa từng có trước đây xuất hiện. Theo đó, trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Diane Sawyer của hãng tin ABC, Bill Clinton đã chia sẻ trải nghiệm cận tử của mình và nói rằng đã nhìn thấy một chiếc mặt nạ đen trong quá trình phẫu thuật. Tổng thống Bill Clinton trái và Tổng thống Bush con. Bài báo này đã dẫn lời Tổng thống Clinton nói, trong bóng tối, tôi thấy một chiếc mặt nạ đen xuất hiện, như thể một chiếc mặt nạ tử thần muốn che mặt tôi. Ngay sau đó, tôi lại thấy rất nhiều lỗ ống kính rất lớn. Trong đó tôi nhìn thấy bóng dáng của bà Hillary, dường như còn có con gái Chelsea của tôi. Cứ như vậy chiếc mặt nạ tử thần bị xua đuổi, và rồi hình bóng của chúng dần trôi đi, và cuối cùng biến mất trong bóng tối. Sau ca phẫu thuật, ông nói, những người bên cạnh tôi nói rằng khi tôi thức dậy, hành vi của tôi rất buồn cười. Tôi bị choáng váng và chóng mặt nhưng tôi thực sự rất hạnh phúc. Tôi vẫy tay với mọi bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật và gọi tên của họ. Có lẽ chỉ có Chúa mới biết tôi đang làm gì. Bây giờ tôi thấy thật xấu hổ khi nghe mọi người nói về việc tôi trông như thế nào lúc đó. Tương tự cảm giác của Clinton, mới đây, một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học Copenhagen, Đan Mạch và các tổ chức châu Âu đã thu thập phản hồi từ hơn 1.000 người tham gia nghiên cứu từ 35 quốc gia và đã có 289 người kể lại những trải nghiệm cận tử của mình, theo Nature News. Phật giáo quan niệm các chủng tử sẽ phát động ở những giây phút cuối cùng khi lâm chung, gọi là cận tử nghiệp, có tham gia quan trọng vào tiến trình tái sinh và luân hồi của người đó. Những trải nghiệm cận tử hoặc tiếp xúc với những hiện tượng ở không gian khác không còn là điều huyền hoặc nữa. Ngày nay, khoa học phát triển, người ta đã sớm tiếp cận được vấn đề này. Những người trước kia phê phán, gọi hiện tượng mà khoa học chưa giải thích được là mê tín, thì giờ cũng đã dần hiểu ra. Vũ trụ và thân thể người còn quá nhiều bí ẩn không thể giải thích bằng phương pháp khoa học thực chứng. Con người cũng chỉ là một sinh mệnh quá bé nhỏ giữa trời đất bao la này. Ha ha ha, 问什么的说